Hello, Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ biến một chiếc mic micro bluetooth bình thường để livestream được. Ngoài cái chuyện mà các bạn hát karaoke như thế này ra. Alo. 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 Ngoài cái chuyện mà các bạn hát karaoke bình thường ra thì làm thế nào để livestream được thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Để livestream được, các bạn cho mình mua cho mình một sợi dây chia tai nghe như thế này. Một sợi dây chia tai nghe. Đây mình sẽ để các bạn để các loa xuống. Đây nó bị hú. Một dây chia tai nghe và một dây livestream như thế này. Và một tai phone là có thể kết nối được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối cực kỳ đơn giản. Quá đơn giản cho các bạn xem. Đây. Các bạn phải chuẩn bị cho mình một sợi dây chia tai nghe. Dây chia làm gì? Để lấy âm thanh từ cái loa này ra này, vừa livestream này vừa đeo tai phone vào được này. Khi lưu ý nhá, khi mà các bạn cắm cái này vào thì bên ngoài không nghe thấy được cái gì nữa. Hôm nay thì mình sẽ test cái chiếc mic IS96. Đây IS96 để livestream. Đây, cái dây ba màu này MA1 đã quá nổi tiếng rồi, thì một cái ba màu anh em mình cắm vào đây cho mình. Đây. Đút vào đây, dây ba màu này. Còn cái đầu còn lại thì mình cắm luôn vào điện thoại để livestream nhá. Đầu điện còn lại cắm luôn vào livestream. Còn một đầu như thế này đúng không? Khi mà mình dây chia tai nghe như thế này, các bạn cắm vào cái đầu đeo tai phone. Đây đeo tai phone. Đấy như thế này thôi, các bạn đeo tai phone vào cho mình. Đeo tai phone vào. Đấy, đeo vào đây. Đeo vào để kiểm âm thanh. Đeo vào để kiểm âm thanh. Đây, mình sẽ đeo vào luôn để kiểm âm thanh. Mà cái âm thanh mà khi mà các bạn nghe nó sẽ rất là mượt mà, vì nó là thu âm mà, nó không phải là các bạn thu trực tiếp ở bên ngoài. Đấy, âm thanh thì sống động một luôn. Các bạn có thể live stream trên Facebook. Và cái mic IS96 này nó cực kỳ là rẻ. Nó không đắt ở trên thị trường, nó chỉ khoảng mấy trăm ngàn à. Không nhiều đâu các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Bây giờ thì cái này thì mình sẽ cắm trực tiếp vào cái điện thoại mình đang quay video. Nếu các bạn sử dụng iPhone thì các bạn mua cái động Lightning này, hàng zin hàng xịn thì được nhá các bạn nhá. Đây các bạn cắm cái dây livestream này vào như này thôi. Như này là các bạn có thể livestream được rồi. Một sợi dây chia tai nghe. Đây. Và một cái tai phone như này. Giờ mình sẽ cắm vào, mình livestream thử cho các bạn xem. Đây, cắm vào. Rồi. Đang nghe âm thanh vang rất là hay, rất là sâu là ở trong cái tai nghe đấy. Đấy, đây livestream để nó ra. Giờ mình sẽ kết nối Bluetooth cho các bạn nghe thử xem là đây. Ở đây mình sẽ bật Bluetooth điện thoại lên. Đây. Cái mic này nó là ISD. Mình ấn nút vào ISD. Đây. Kết nối Bluetooth. Mình vào YouTube. Đây. Mình mở các bạn nghe. Bài hát thử bài Nếu chút lúc trước em đứng tới. Các bạn nghe rõ không ạ? Cái mic này ngoài cái chuyện hát karaoke bình thường ra, nó cả giọng người già, giọng trẻ con ở đây. Đấy. Các thấy không? Đấy. Đấy, giọng trẻ con đấy. Muốn hát bình thường này vào pro. Đây nhá các bạn nhá. Chuyện tình ngày xưa, anh hồn nhìn cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm xe dẫn trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Mà dường như liềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót hề chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây sẽ lối chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thật tươi cười. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc chúc em đứng tới có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc chúc em đứng tới nói như thương yêu đầu môi thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là mình đã hát livestream bằng chiếc mic IS96 rất là tiện lợi. Đấy, chỉ cần một chiếc dây chia tai nghe và một chiếc dây livestream thôi là các bạn có thể thỏa sức đam mê hát livestream rồi, âm thanh sống động rồi các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho Mạnh Tiến xin một like và một chia sẻ nhé. À, thử hiệu ứng xem nào. Alo 6 7 1 2 4 5 6 7 8. Alo 1 2 3 4 ở góc già. Alo 6 7 đấy. Rồi xin chào.